Mỹ yêu cầu bất thường ở Tel Aviv, pháo hạm Israel tấn công thành phố La Pháp. Hamas chính thức ra điều kiện để ngừng bắn và thả con tin. Israel điều tra nghi vấn xe tăng khai hỏa khiến 12 con tin thiệt mạng. Syria cáo buộc Israel không kích khiến nhiều người thương vong. Tin tức khác, Ukraine nói Nga lần đầu tập kích một loạt thành phố trong tháng 2. Quân Ukraine sức cùng lực kiệt, sắp vụt mất Adiivka. Nga nâng cấp hơn 300 loại vũ khí dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine. Mỹ theo dõi 40 bay quân sự Nga trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Trung Quốc lên tiếng về trạm nghiên cứu mới ở Nam Cực. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Minh Thái chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, tờ Time of Israel đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel. Đây là điều chưa có tiền lệ. Tờ báo Hayom của Israel trước đó đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ban đầu đã từ chối yêu cầu bất thường của Mỹ về một cuộc gặp trực tiếp và liên tư giữa Ngoại trưởng Mỹ Blinken với Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Hezi Halevi. The Time of Israel cho rằng cuộc gặp riêng có thể là một nỗ lực của Washington để có cái nhìn sâu sắc và chính xác hơn về tình hình xung đột ở dải Gaza. Trước đây, ông Blinken chỉ trao đổi với tướng Halevi trong cuộc họp chung với nội các chiến tranh của Israel. Israel quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch tấn công Gaza để loại bỏ Hamas, bất chấp Hoa Kỳ và các nước khác kêu gọi giảm thương vong cho dân thường. Mặt khác, hôm nay 7 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ cũng đến Israel để xem xét phản hồi của Hamas về đề xuất ngừng bắn với Israel do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Hamas được cho là đề nghị ngừng bắn vĩnh viễn, một điều mà Israel không đồng ý, theo Reuters. Trong khi đó, mạng truyền hình Al Jazeera hôm nay đưa tin đã có nhiều tiếng nổ ở Rafah, thành phố miền nam Gaza, gần biên giới Ai Cập. Theo hãng tin, pháo hạm của Israel đã bắn vào con đường ven biển chính ở phía tây thành phố Rafah. Hơn nữa, có một cuộc không kích lớn chỉ cách phóng viên Al Jazeera khoảng vài dãy nhà. 11 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công dữ dội trong đêm 6 tháng 2. Mạng truyền hình có trụ sở ở Qatar cho biết, tình hình ở Rafah rất nghiêm trọng và ngày càng căng thẳng hơn theo từng giờ. Mối lo ngại đang gia tăng rằng một số cuộc tấn công trên bộ cực lớn của Israel sắp xảy ra ở Rafah. Nó phù hợp với các tuyên bố lặp đi lặp lại của Israel rằng Rafah sẽ chứng kiến giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Hamas đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Ba ngày 6 tháng 2 nhằm phản hồi đề xuất về việc thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong tuyên bố đăng trên Telegram, Hamas cho biết họ đã phản ứng với tinh thần tích cực, hướng tới đảm bảo một lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ, chấm dứt hành vi tấn công chống lại người dân Palestine, đảm bảo cứu trợ, nơi trú ẩn và tái thiết, dỡ bỏ cuộc bao vây ở dải Gaza và hoàn thành trao đổi tù nhân. Hamas đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn gồm 3 giai đoạn để đáp lại việc các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập soạn thảo bản đề xuất ngừng bắn ở Gaza. Theo Reuters, trong bản phản hồi, Hamas khẳng định sẽ trao trả các con tin Israel bị bắt ngày 7 tháng 10, đổi lấy các tù nhân Palestine. Ngoài ra, Hamas yêu cầu đảm bảo việc tái thiết Gaza, đảm bảo việc rút quân hoàn toàn của Israel. Các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đề xuất việc này kéo dài ít nhất 40 ngày. Israel cho biết đang bắt đầu điều tra nghi vấn một số binh sĩ nước này bắn nhầm dân thường khi Hamas bất ngờ đột kích vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10. Nhật báo Haaretz của Israel cho biết cuộc điều tra tập trung vào một vụ việc ở Kibbutz Be'eri, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong vụ tấn công của Hamas. Hôm đó, một ngôi nhà đã bị xe tăng pháo kích, khiến 12 con tin Israel thiệt mạng trong lúc bị Hamas bắt giữ. Ngày 6 tháng 2, quan chức Israel cho biết cuộc điều tra đã bị trì hoãn do cần tập trung vào cuộc chiến kéo dài 4 tháng nay ở Gaza. Tuy nhiên, khi giao tranh đã giảm bớt, các chỉ huy quân đội cảm thấy đã đến lúc phải điều tra. Theo Reuters, bộ phận báo chí của lực lượng phòng vệ Israel đã gửi một tuyên bố xác nhận cuộc điều tra đang diễn ra, nhưng không cho biết thông tin chi tiết. Chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp để kiểm tra các báo cáo và khiếu nại liên quan đến việc vi phạm luật pháp Israel và quốc tế trong cuộc giao tranh, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố. Tuyên bố nói thêm, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, các nhà chức trách đã bắt đầu thu thập tài liệu. Theo thống kê của Israel, khoảng 1.200 người Israel và nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của hàng ngàn tay súng do Hamas lãnh đạo ngày 7 tháng 10. Đây là tổn thất nhân mạng tồi tệ nhất trong một ngày kể từ khi Israel lập quốc năm 1948. Ngoài ra, hơn 240 người bị bắt làm con tin. Truyền thông Israel trước đó đã đưa tin về vụ việc ở Be'eri. Các nhân chứng cho biết một chiếc xe tăng đã nổ súng vào một ngôi nhà nơi các tay súng Hamas đang bắt giữ 12 người Israel làm con tin. Bị ung thư não giai đoạn cuối, mẹ của con tin người Israel Noah Agramani chỉ muốn có cơ hội được ôm con gái và nói lời từ biệt cuối cùng.
Cô Agamani, 26 tuổi, đã bị giam ở Gaza kể từ khi cô bị bắt cóc cùng bạn trai Avinatan Ort từ bữa tiệc âm nhạc ở sa mạc Negev của Israel vào sáng 7 tháng 10. Cô trở thành một trong những con tin được chú ý nhất khi trên mạng lan truyền video hai người đàn ông đi xe máy bắt cóc cô. Bà Yaffe Ohad, dì của Agamani, lo sợ rằng thời gian không còn nhiều cho Agamani và mẹ gặp lại nhau lần cuối. Mẹ của Agamani bệnh rất nặng, tình hình chuyển xấu nhanh. Tôi rất mong người mẹ có cơ hội gặp lại con gái một lần cuối cùng, người dì nói trong nước mắt. Bệnh tình của bà Loria cùng với lời kêu gọi khẩn thiết của bà với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 12, hy vọng ông giúp gia đình đoàn tụ, đã khiến công chúng Israel cảm động. Gia đình bà Loria và gia đình của các con tin khác cũng đã có mặt tại Geneva vào ngày 6 tháng 2 để gặp các quan chức Liên Hợp Quốc. Một số người cáo buộc các tổ chức quốc tế và chính phủ Israel chưa làm đủ để đưa các con tin trở về nhà. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước đã nói với các gia đình con tin rằng chính phủ đang nỗ lực bằng mọi giá để giải cứu con tin, nhưng chưa thể xác định thời điểm chính xác mà phép màu đó xảy ra. Israel tuyên bố sẽ vô hiệu hóa Hamas để trả đũa vụ việc thảm khốc ngày 7 tháng 10. Sau đó Israel phát động một cuộc tấn công kéo dài, khiến phần lớn trong số 2,3 triệu người dân ở Gaza phải di dời. Đến nay, có hơn 27.000 người Palestine tử vong, theo thống kê của các quan chức y tế ở Gaza. Thưa quý vị, quân đội Syria cho biết Israel đã tấn công các mục tiêu ở tỉnh Homs, ngay phía bắc Liban, khiến một số người thiệt mạng và bị thương. Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ tên lửa của Israel. Cùng lúc, Reuters dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho biết các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Suiras và các địa điểm khác gần thành phố Homs. Kể từ khi xung đột Gaza bùng nổ, quân đội Israel cũng đã tăng cường không kích nhắm vào các nhóm vũ trang thân Iran. Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng cảnh xe cứu thương tới hiện trường vụ không kích, tại đó một tòa nhà bị tàn phá. Theo hãng tin AFP, có hai thường dân nằm trong số những người thiệt mạng, một số người khác bị thương. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, theo Reuters, các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một số đợt tấn công tên lửa dữ dội vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác của Ukraine trong giờ cao điểm sáng nay, ngày 7 tháng 2. Mảnh vỡ vũ khí đã làm đứt đường dây điện ở nhiều khu vực của thủ đô Ukraine. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết trên ứng dụng Telegram rằng một số vụ nổ đã làm rung chuyển Kiev. Đây là đợt không kích đầu tiên của Nga ở thủ đô Ukraine trong tháng 2. Hệ thống phòng không của Kiev đã cố gắng đánh chặn. Ông Vitaly cho biết thêm, ít nhất hai người bị thương ở quận Dnipropetrovsk nằm dọc sông Dnipro. Toàn bộ Ukraine đã được đặt trong tình trạng cảnh báo không kích từ khoảng 6 giờ sáng ngày 7 tháng 2. Những vụ nổ đầu tiên được nghe thấy ở Kiev ngay trước 7 giờ sáng, theo Reuters. Tetyana, 49 tuổi, đã ôm cháu gái 2 tuổi và một con chó nhỏ trú ẩn dưới hầm tránh bom ở trung tâm Kiev. Ông nói với Reuters, tôi rất sợ khi có cảnh báo không kích và chúng tôi vội vã chạy tới đây. Tôi hy vọng không quân Ukraine sẽ bắn hạ tất cả tên lửa. Tôi cầu nguyện cho lực lượng phòng không của chúng tôi, ông nói thêm. Cuộc không kích kéo dài khoảng 2 tiếng. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, Ditech, cho biết một quận của thủ đô đã bị mất điện. Thị trưởng thành phố nói rằng các mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị bắn rơi đã làm hư hỏng một số đường dây điện. Quan chức vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine cũng cho biết tên lửa Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng phi dân cư ở thành phố cùng tên Kharkiv, thành phố lớn nhất nhì đất nước. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa có bình luận về đợt không kích này. Thành phố Adiivka ở miền đông Ukraine tiếp tục chứng kiến giao tranh dữ dội và tình hình càng lúc càng bất lợi với lực lượng phòng thủ của Ukraine. Họ chỉ có thể nhìn quân Nga đều đặn tiến lên khi Kiev cạn kiệt đạn pháo và các binh sĩ đều mệt mỏi đã rời sau nhiều tháng căng mình chống trả đối thủ. Adiivka nằm gần thành phố Donetsk do Nga kiểm soát từ lâu. Vì vậy, Adiivka từ lâu được xác định là cứ điểm quan trọng của Ukraine, khiến Kiev tập trung phòng thủ. Trong khi đó, Moscow cũng nỗ lực đáng kể để giành quyền kiểm soát thành phố này. Một nỗ lực mới nhằm chiếm giữ Adiivka đã được Nga triển khai vào mùa thu. Kể từ đó, lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ chậm nhưng đều đặn và dần siết vòng vây thành phố. Theo phóng viên chiến trường Ukraine tên Yuri Butosov, tình hình hiện nay rất nguy cấp khi lực lượng phòng thủ Ukraine thiếu vũ khí trầm trọng, còn bộ binh Nga đang tiến lên với sự yểm trợ hiệu quả của pháo binh. Trang tin The Guardian cho biết, đội hình chính của Ukraine chiến đấu ở Adiivka là lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, được cho là đã kiệt sức sau thời gian dài chiến đấu liên tục không ngừng. Theo The Guardian, lữ đoàn nói trên của Ukraine được sử dụng các khí tài uy lực do Hoa Kỳ cung cấp, bao gồm siêu tăng Abrams và phương tiện chiến đấu Bradley. Tuy nhiên, việc thiếu đạn dược và hao hụt nhân lực đang khiến Kiev vất vả cầm cự. Giới quan sát cho biết, việc Ukraine thất thủ ở Adiivka có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Theo TASS, quan chức quốc phòng Nga cho biết nước này đã nâng cấp hơn 300 loại vũ khí và khí tài dựa theo kinh nghiệm chiến đấu ở Ukraine.
Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Vasily Chosin nói rằng các doanh nghiệp quốc phòng của Moscow đã nâng cấp vũ khí trong thời gian ngắn và nhiều vũ khí cũng được thử nghiệm trong chiến đấu thực sự. Ông nói những nâng cấp cần thiết ngay lập tức được tiến hành với các loại vũ khí hàng loạt. Kinh nghiệm chiến đấu của Nga cũng được áp dụng trong việc thiết kế vũ khí mới. Các doanh nghiệp quốc phòng và Bộ Quốc phòng đã nâng cấp hơn 300 loại vũ khí. Ngoài ra, theo TASS, các chuyên gia Nga đã phân tích hơn 100 vũ khí phương Tây bị thu giữ như chiến lợi phẩm ở Ukraine. Ông Chesin nói, các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của vũ khí nước ngoài đã được nghiên cứu. Kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt, có hơn 100 chiến lợi phẩm đã được phân tích. Vào năm 2023, Nga trưng bày các khí tài nước ngoài bị thu giữ, bao gồm xe bọc thép Bushmaster của Úc, xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, xe chiến đấu bộ binh CV-9040 của Thụy Điển và xe tăng bánh lớp AMS-10ACR của Pháp. Thưa quý vị, hạm đội biển đen của Nga đã bị Ukraine nhắm mục tiêu trong suốt cuộc chiến, nhưng tình báo phương Tây cho rằng Moscow vẫn duy trì khả năng tiến hành các hoạt động hải quân trong khu vực. Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã sử dụng các tàu không người lái chở đầy chất nổ để đánh chìm tàu Ivanovets, một tàu hộ tống tên lửa của Nga khi đó neo gần phía tây bắc bán đảo Crimea. Nga không xác nhận thông tin. Tình báo Anh cho rằng các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea và Biển Đen đã đặt ra thử thách nhất định cho hạm đội Biển Đen của Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo rằng hải quân Nga gần như chắc chắn vẫn có thể thực hiện 3 nhiệm vụ chính từ Biển Đen: tấn công tầm xa, tuần tra và hỗ trợ. Ukraine quyết tâm đẩy lùi hạm đội Nga ở xung quanh Crimea, dù Kiev sở hữu lực lượng hải quân với năng lực rất hạn chế. Thưa quý vị, ABC News đưa tin Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ NORAD đã phát hiện và theo dõi 4 máy bay quân sự Nga hoạt động trong vùng nhận dạng phòng không IDIZ của bang Alaska ngày 6 tháng 2. Tuyên bố của NORAD cho biết máy bay Nga ở trong không phận quốc tế và không đi vào không phận của chủ quyền của Mỹ hoặc Canada. Hoạt động này của Nga ở IDIZ Alaska diễn ra thường xuyên và không được coi là mối đe dọa. IDIZ là khu vực trải dài 250 dặm tính từ bờ biển Hoa Kỳ, nơi Hoa Kỳ yêu cầu máy bay phải nhận dạng. Theo tuyên bố của NORAD, quân đội Mỹ đã theo dõi các máy bay trong khu vực thông qua mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm các vệ tinh, radar trên mặt đất và trên không, cũng như máy bay chiến đấu. NORAD nói thêm, họ luôn sẵn sàng sử dụng một số phương án ứng phó để bảo vệ Bắc Mỹ. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra một thông cáo báo chí riêng nói về chuyến bay huấn luyện tầm xa của máy bay ném bom tới Bắc Cực. Chuyến bay được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Trích thông báo từ chỉ huy lực lượng không quân tầm xa của Nga, Trung tướng Sergei Kobylas. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160, Tu-95MS và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 là một phần của lực lượng hàng không tầm xa thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Liên bang Nga. Các công tố viên Thụy Điển vào hôm nay 7 tháng 2 cho biết họ sẽ hủy bỏ các cuộc điều tra sâu hơn về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2. Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết kết luận của cuộc điều tra là quyền tài phán của Thụy Điển không được áp dụng và do đó cuộc điều tra kết thúc. Đường ống Nord Stream trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức dưới biển Baltic đã bị hư hại do hàng loạt vụ nổ ở vùng biển Thụy Điển và Đan Mạch vào tháng 9 năm 2022, thải ra một lượng lớn khí metan vào môi trường xung quanh. Cảnh sát Đan Mạch cho biết các đường ống đã bị nổ mạnh và các nhà điều tra Thụy Điển đã xác nhận rằng dấu vết của chất nổ được tìm thấy chứng tỏ một vụ phá hoại đã xảy ra. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã tiến hành một cuộc điều tra riêng biệt về vụ nổ Nord Stream. Mỗi nước đều kiểm soát chặt chẽ thông tin. Các cuộc điều tra của Đan Mạch và Đức vẫn đang tiếp diễn. Nếu không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào trong các cuộc điều tra còn lại, bí ẩn vụ phá hoại Nord Stream sẽ không thể làm sáng tỏ và tiếp tục gây tranh cãi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân hôm 7 tháng 2 nói rằng việc xây dựng trạm nghiên cứu Nam Cực của Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với các quy tắc và thủ tục quốc tế liên quan đến Nam Cực. Trung Quốc hôm nay 7 tháng 2 đã khánh thành trạm nghiên cứu khoa học Glossy, Tân Hoa Xã đưa tin. Như vậy, Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động nghiên cứu tại một trạm Nam Cực gần phía Nam Úc và New Zealand. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Uông Văn Bân cho biết trạm nghiên cứu sẽ có lợi cho việc nâng cao kiến thức khoa học của nhân loại về Nam Cực, đồng thời thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững ở Nam Cực. Tân Hoa Xã đưa tin Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Tư đã khen ngợi việc mở trạm nghiên cứu và kêu gọi các nhà khoa học ở đây cần hiểu rõ hơn, tìm hiểu về cách bảo vệ vùng cực trong sự hợp tác cùng với cộng đồng quốc tế. Thưa quý vị, trong sự kiện đánh dấu tháng lịch sử người da đen hôm 6 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức dịp kỷ niệm này vào năm sau, ám chỉ niềm tin giành được nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai vào tháng 11.
Theo Reuters, Tổng thống Biden cảm ơn cộng đồng da đen về sự ủng hộ của họ và kêu gọi cử tri hãy lựa chọn các giá trị của nhân phẩm và sự trung thực. Cộng đồng da màu dành sự ủng hộ không nhỏ cho ông Biden vào năm 2020, tuy nhiên họ thất vọng với một số chính sách của Nhà Trắng, theo Reuters. Cử tri da màu sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bầu cử Mỹ năm nay. Hôm 3 tháng 2, ông Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ ở bang Nam Carolina, cuộc đua chính thức đầu tiên trong mùa đề cử của đảng này. 4 năm trước, phiếu bầu của cử tri da đen ở Nam Carolina đã giúp ông Biden chiến thắng bầu cử sơ bộ của bang này và cuối cùng đưa ông vào Nhà Trắng. Đề xuất cải cách kinh tế sâu rộng của Tổng thống Argentina Javier Milei sẽ được gửi trở lại Ủy ban Lập pháp để xem xét. Đảng của Tổng thống cho biết hôm 6 tháng 2, điều này đánh dấu một bước thụt lùi lớn đối với dự luật sau khi các nhà lập pháp bác bỏ nhiều điều khoản của nó. Dự luật bị các nhà lập pháp bác bỏ vì không tán thành nhiều điều khoản, nó được gửi lại cho Ủy ban Lập pháp đánh giá thêm. Theo Reuters, dù đã được các nhà lập pháp sửa đổi đáng kể, dự luật vẫn bao gồm các điều khoản cho phép tư nhân hóa các thực thể nhà nước, thay đổi hàng trăm quy định, cũng như ủng hộ các biện pháp cho phép giảm trợ cấp của nhà nước. Đảng Libertad Avanza cầm quyền của Tổng thống Milei chỉ kiểm soát một số ít ghế trong quốc hội, đã chỉ trích hành vi phản đối dự luật của các nhà lập pháp, cho rằng điều này gây hại cho lợi ích quốc gia. Trong khi đó, một số nhà lập pháp đối lập đã kêu gọi sự thỏa hiệp từ đảng của ông Milei. Tổng thống Chile Gabriel Boric thông báo để tang 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, khi cựu tổng thống Sebastián Piñera qua đời do tai nạn trực thăng. Chiếc trực thăng chở cựu tổng thống Piñera, 74 tuổi, và ba người khác đã lao xuống hồ nước ở miền nam Chile. Cựu tổng thống được tuyên bố đã tử vong ngay sau khi nhân viên cứu hộ đến hiện trường, ba hành khách còn lại sống sót. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng ông Piñera đã lái máy bay, mặc dù các quan chức chưa xác nhận điều đó, cũng như chưa rõ địa điểm dự kiến hạ cánh của trực thăng. Tổng thống Gabriel Boric tuyên bố 3 ngày quốc tang và sau đó tang lễ cấp nhà nước sẽ được cử hành hôm 9 tháng 2. Cố tổng thống Piñera đã phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp từ năm 2010 đến năm 2022. Thưa quý vị, Thủ tướng Papua New Guinea vào hôm nay đã đến nước hàng xóm Úc và bắt đầu chuyến thăm 3 ngày, Reuters đưa tin. Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marape sẽ phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội Úc vào ngày mai, 8 tháng 2. Theo đó, ông là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai có bài phát biểu trước Quốc hội ở Canberra, sau Tổng thống Indonesia vào năm 2020. Ông Marape và Thủ tướng Úc dự kiến sẽ thảo luận về thỏa thuận an ninh song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng ở khu vực, theo Reuters. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Papua New Guinea nói với Reuters rằng nước này cũng đang đàm phán một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, dù chưa rõ kết quả cuối cùng của việc này. Nông dân Bulgaria đã chặn các con đường trên khắp đất nước hôm 6 tháng 2, yêu cầu chính phủ đưa ra kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực nông nghiệp. Hàng chục nông dân lái máy kéo mang cờ Bulgaria đã chặn đường, làm gián đoạn giao thông ở một số thị trấn của Bulgaria. Một số nông dân còn đốt rơm giữa đường để phản đối điều mà họ cho là sự thờ ơ, thụ động của chính phủ ở Sofia. Nông dân cho rằng các vấn đề trong ngành nông nghiệp đã vượt xa mối lo ngại về tài chính. Nông dân tên Mitkov cho biết, nhiều người nói rằng chúng tôi đình công chỉ vì tiền, nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp. Trong những tuần gần đây, nông dân trên khắp châu Âu đã biểu tình phản đối về chi phí, thuế, tình hình EU nhập khẩu thực phẩm giá rẻ. Ngoài ra, họ bức xúc với những hạn chế nghiêm ngặt của EU đối với nông sản nhằm chống biến đổi khí hậu. Tại Đức, các nhân viên mặt đất của hãng hàng không Lufthansa đã đình công ở các sân bay lớn vào thứ Tư, 7 tháng 2, làm tăng áp lực trong các cuộc đàm phán về tiền lương và gây thêm phiền não cho hành khách ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu, những người vốn đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc đình công ngành đường sắt và giao thông công cộng. Hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa cho biết khoảng 100.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động đình công bắt đầu lúc 4 giờ sáng và kéo dài đến 7 giờ 10 sáng thứ Năm ngày 8 tháng 2. Liên minh Verdi đã nhắm mục tiêu vào các sân bay Frankfurt và Munich, nơi hãng Lufthansa cho biết chỉ 10% đến 20% số chuyến bay sẽ hoạt động. Đình công cũng diễn ra ở Berlin, Hamburg và Düsseldorf. Liên đoàn Verdi muốn tăng lương 12,5% cho khoảng 25.000 công nhân hoặc tăng thêm ít nhất 500 euro mỗi tháng trong khoảng thời gian 12 tháng, cộng với khoản thanh toán một lần 3.000 euro để bù đắp lạm phát. Một làn sóng đình công đang diễn ra trên toàn nước Đức trong vài tuần qua, ảnh hưởng đến ngành du lịch hàng không, đường sắt và giao thông công cộng, gây tổn hại cho nền kinh tế và gây bất bình với liên minh ba bên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một vụ nổ xảy ra tại một nhà máy pháo hoa ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ vào giữa trưa ngày 6 tháng 2.
Khói bốc lên từ các mảnh vỡ ở quận Hadar sau vụ nổ, trong khi xe cứu hỏa và lực lượng cứu hộ cố gắng dập lửa, giải thoát cho những người bị mắc kẹt bên trong nhà máy. Một quan chức nói với hãng tin ANI rằng ít nhất 174 người đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện, đồng thời cho biết thêm có 11 người thiệt mạng. Cảnh sát và quan chức quận cho biết các nỗ lực cứu hộ đang được tiếp tục, họ chưa đề cập nguyên nhân vụ cháy nổ kinh hoàng. Thưa quý vị, các quan chức cấp cứu ở Peru cho biết đã tìm thấy thi thể của hai cha con thiệt mạng trong vụ lở đất ở miền trung nước này, nơi bị mưa lớn tàn phá. Vụ lở đất xảy ra vào ngày 1 tháng 2 khi một phần ngọn đồi đổ xuống địa điểm ở tỉnh Satipo thuộc vùng Junin, miền trung Peru. Các thi thể được tìm thấy hôm Chủ nhật 4 tháng 2 được xác định là hai cha con nông dân đang thu hoạch nghệ vào thời điểm xảy ra lở đất. Vụ việc khiến tổng cộng 4 người thiệt mạng. Từ đầu tuần này, mưa lớn lại tiếp tục tàn phá các vùng ở Arequipa và Piura của Peru, khiến đường phố bị phá hủy và ngập lụt nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino là chìa khóa để hiểu nguyên nhân các vụ cháy rừng bi thảm ở Chile, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người và là sự kiện thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất ở quốc gia Nam Mỹ này trong nhiều năm. Các nhà khoa học cho biết, nguyên nhân chính gây nên cháy rừng tràn lan lại rất đơn giản, do nhiệt độ nóng hơn. Các chuyên gia cho biết, một phần nguyên nhân khiến cháy rừng lan rộng và nhanh đến vậy là do gió lớn. Ông Rao Cordero, một nhà khí hậu học tại Đại học Santiago cho biết, gió mạnh vào mùa hè thường xảy ra ở miền trung Chile, nhưng nhiệt độ hiện nay đã cao hơn so với nhiều thập kỷ trước. Người đứng đầu khu vực châu Mỹ và Caribe tại Văn phòng Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Liên Hợp Quốc, Nahuel Arenas lưu ý rằng khu vực này đang trải qua hiện tượng El Nino khiến nhiệt độ nước ấm bất thường ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ. Điều đó cũng góp phần khiến nhiệt độ tăng cao. Rio de Janeiro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do dịch sốt xuất huyết. Quyết định này đưa ra chỉ vài ngày trước khi lễ hội Carnival bắt đầu và dự kiến sẽ có hàng ngàn người tham dự tiệc tùng ngoài trời. Theo dữ liệu chính thức công bố ngày 5 tháng 2, Brazil đã ghi nhận hơn 260.000 trường hợp nghi mắc bệnh sốt xuất huyết kể từ tháng 1 năm nay. Đã có 29 trường hợp tử vong được xác nhận và 173 trường hợp tử vong đang được điều tra. Để đối phó với sự gia tăng số ca nhiễm, cơ quan y tế địa phương đã mở thêm 4 trung tâm để điều trị cho bệnh nhân. Các quan chức hy vọng sẽ mở tổng cộng 10 cơ sở trong thành phố trong nỗ lực ngăn chặn số ca tử vong do sốt xuất huyết. Theo Reuters, dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng thường xảy ra từ 3 đến 5 năm sau đợt dịch trước đó. Những tháng mùa hè ở Nam Bán Cầu, từ tháng 12 đến tháng 2, mang lại điều kiện nóng ẩm lý tưởng cho muỗi sinh sản, lây lan căn bệnh nguy hiểm này. Sốt xuất huyết có thể gây sốt cao, đau cơ và chảy máu trong. Theo Reuters, dòng người đổ về các đường phố của Rio để dự lễ hội hóa trang Carnival có thể sẽ khiến số ca sốt xuất huyết tăng cao hơn nữa. Tuyết rơi dày đặc hôm 6 tháng 2 đã làm tê liệt khu đô thị Cap Breton ở Nova Scotia, Canada. Trước đó, vào ngày 4 tháng 2, cảnh sát khu vực Cap Breton đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại địa phương khi tuyết rơi dày. Chính quyền cũng quyết tâm dọn sạch tuyết trên đường để đảm bảo việc đi lại của những người lao động thiết yếu. Hiện các trường học và cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa và công tác dọn dẹp vẫn tiếp tục, truyền thông địa phương đưa tin. Trong khi đó, mưa xối xả trút xuống miền Nam California đã khiến đường phố ngập lụt và cũng có lở đất vào ngày 6 tháng 2. Nước lũ dữ dội đã tràn qua đại lộ Beacon. Trong khi đó, ở San Diego, một số phương tiện bị nhấn chìm trong khi nỗ lực dọn dẹp vẫn tiếp tục. Sau một ngày có lượng mưa kỷ lục ở khắp khu vực Los Angeles, giới chức đã ban hành lệnh đề phòng lũ lụt tại phần lớn miền Nam bang California. Đồng thời, cảnh báo lũ quét đã được đưa ra cho bờ biển quận Cam. Tại khu vực Isla Vista thuộc hạt Santa Barbara, bang California, một khu chung cư ven biển đã phải sơ tán vào sáng 6 tháng 2 do một vách đá sụp đổ vì lượng mưa chưa từng thấy trong nhiều ngày. Sở cứu hỏa hạt Santa Barbara đã báo cáo việc sơ tán 4 căn hộ với hơn 45 cư dân trong vài giờ. Đoạn phim do sở cứu hỏa ghi lại cho thấy một khoảng sân bị nước đang chìm dần về phía biển một cách nguy hiểm. Sự xói mòn vách đá xảy ra sau khi miền Nam California chứng kiến nhiều ngày mưa lớn. Các chuyên gia môi trường Mexico cảnh báo rằng việc xây dựng tuyến đường sắt lớn có thể gây tổn hại cho hệ thống hang động cổ xưa ở bán đảo Yucatan. Theo Reuters, các nhà môi trường đã đi xuống hệ thống hang động cổ xưa ở bán đảo Yucatan của Mexico vào cuối tuần qua để khảo sát tác động của việc xây dựng một dự án đường sắt lớn. Các nhà phê bình dự án này cho rằng nó đe dọa đến hệ sinh thái nguyên sơ và mỏng manh của hang động cổ. Dự án Tren Maya là một trong những dự án cơ sở hạ tầng được ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mexico López Obrador. Ông cho rằng nó sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho các cộng đồng nông thôn nghèo khó ở phía đông nam Mexico.
Nhưng các nhà bảo vệ môi trường từ lâu đã nêu lên mối lo ngại về việc xây dựng đoàn tàu cắt ngang một số hệ sinh thái độc đáo nhất thế giới, bao gồm hệ thống hàng ngàn hang động ngầm được tạo ra từ nền đá vôi mềm của khu vực trong hàng triệu năm. Chuyên gia về nước, Glodemodachiti đã cẩn thận di chuyển xung quanh các mang đá và nhũ đá khổng lồ để khảo sát các cọc bê tông và thép đã được lắp đặt bên trong những hang động mỏng manh này. Chuyên gia cho biết, ông lo ngại rằng sự rung động của máy móc xây dựng và sau đó chính đoàn tàu sẽ làm hỏng mái vòm của hang. Nghiên cứu của chính phủ cho biết, nguy cơ hang động sụp đổ đã được tính đến khi xây dựng đường ray. Kết quả đánh giá là không có rủi ro lớn và khu vực này sẽ giám sát thông qua các chương trình phòng ngừa. Tuy vậy, theo Reuters, nhiều nhà khoa học đã chỉ trích nghiên cứu của chính phủ Mexico. Chính phủ Bolivia hôm 6 tháng 2 đã ký một thỏa thuận để nhận khoản tài trợ 350 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, phục vụ cho việc xây dựng nhà máy chế biến kẽm đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này. Bộ Khai khoáng Bolivia cho biết khoản vay 20 năm từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc sẽ có lãi suất 2%. Bolivia năm ngoái đã trao hợp đồng xây dựng và giám sát mỏ cho tập đoàn Enviclick của Trung Quốc và công ty tư vấn kỹ thuật Trùng Khánh CSD. Theo cơ quan địa chất Hoa Kỳ, Bolivia nằm trong số 10 quốc gia sản xuất kẽm hàng đầu, đạt sản lượng 490.000 tấn vào năm 2023. Thưa quý vị, bão tuyết và mưa băng giá đã làm gián đoạn giao thông ở nhiều khu vực của Trung Quốc, trong khi hàng triệu người đang di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Dù sao, hình ảnh của Reuters ngày 7 tháng 2 cho thấy ga đường sắt ở Thượng Hải vẫn đông nghẹt người. Những ngày gần đây, hàng trăm chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa đã bị gián đoạn ở Trung Quốc, trong khi nhiều người lái xe ô tô bị mắc kẹt trên đường cao tốc đóng băng trong nhiều ngày. Kỳ nghỉ Tết đánh dấu cuộc di cư hàng năm lớn nhất của nhân loại, gọi là Xuân Vận, khi hàng trăm triệu người ở Trung Quốc trở về nhà đón Tết sau một năm làm việc ở xa. Nhà chức trách dự kiến sẽ có 480 triệu chuyến đi được thực hiện trong dịp Tết Nguyên Đán, cao hơn 40% so với năm trước. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo về thời tiết mùa đông tồi tệ nhất kể từ năm 2008. Khu vực miền Trung nước này, bao gồm các tỉnh như Hà Bắc, Hồ Bắc và An Huy, đã phải hứng chịu điều kiện băng giá. Theo Reuters, các nhà khoa học dự đoán sẽ có hàng trăm tỷ con ve sầu sẽ xuất hiện trên khắp các vùng của Hoa Kỳ vào mùa xuân này. Lần đầu tiên kể từ năm 1803, khi Thomas Jefferson làm tổng thống và Hoa Kỳ mua tiểu bang Louisiana từ Pháp, hai đàn ve sầu khổng lồ mới trở lại trỗi dậy cùng một lúc. Các chuyên gia cho biết, một đàn ve sầu từ Bắc Illinois xuất hiện 17 năm một lần sẽ giao thoa với một đàn ve sầu ở phía đông nam Hoa Kỳ xuất hiện 13 năm một lần. Tiểu bang Illinois là nơi duy nhất có thể nhìn thấy cả hai đàn ve sầu đông đảo này. Nhà côn trùng học tại bảo tàng Field của Chicago, ông Jim Loderman nói rằng: "Tôi cảm thấy rất hào hứng vì chúng tôi sắp nhìn thấy sự xuất hiện của hàng trăm tỷ con ve sầu, điều chưa từng có trong vòng 6 hay 7 thế hệ." Ông Loderman và các đồng nghiệp tin rằng biên giới của hai đàn ve sầu sẽ gặp nhau ở trung tâm tiểu bang Illinois, cũng như khu vực xung quanh thủ phủ Plainfield của tiểu bang miền Trung Tây này. Ông Bruno de Medeiros, nhà côn trùng học tại Viện Bảo tàng Field cho biết, sự kiện năm nay thực sự hiếm gặp, nó là cơ hội cho các loài ve sầu gặp nhau, có thể xảy ra sự giao thoa và tiến hóa. Thưa quý vị, tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.